cơn bão số 3, chính quyền các địa phương ven phối hợp với các đồn trạm biên phòng tuyến biển đã kêu gọi được 1.512 tàu thuyền về nơi trú đậu an toàn. Từ sáng nay, các địa phương đã huy động nhân dân triển khai việc giằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, trạm xá. Trên cơ sở kiểm tra, rà soát và thống kê chính xác các hộ dân cư đang sống ở các vùng xung yếu, đã trực tiếp chỉ đạo công ty quản lý đô thị huy động toàn bộ lực lượng khơi thông các cống thoát nước, nhất là trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai bị ngập nặng. Thành phố cùng chi cục quản lý đê ven cửa sông, chiều nay các huyện ven biển như Lộc Hà, Nghi Xuân đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người ở lại trên các tàu thuyền. Sơ tán về các điểm trú bão. Đến chiều tối nay, hai huyện Nghi Xuân và Lộc Hà đã hoàn thành việc di rời gần 2.000 hộ dân sống ven cửa sông Cửa Lạch. Tính đến chiều tối nay, tỉnh Thanh Hóa đã di rời được hơn 20.000 nhân khẩu trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn.